YouTube hợp tác với Shopee ra mắt YouTube Shopping tại thị trường Việt Nam. YouTube vừa chính thức hợp tác cùng Shopee ra mắt chương trình YouTube Shopping Affiliate tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, YouTube Shopping Affiliate hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu để kết nối nhà sáng tạo với người tiêu dùng. Với hơn 30 tỷ giờ xem video mua sắm trên YouTube mỗi năm, nhu cầu của người dùng về một trải nghiệm mua sắm trực tuyến liền mạch ngày càng tăng cao. YouTube có vị trí độc đáo để hỗ trợ sự tăng trưởng này, vì đây không chỉ là nền giải trí và thông tin mà còn là điểm đến mạnh mẽ cho nguồn cảm hứng của mua sắm. Chỉ riêng trong năm 2023, người dùng trên toàn thế giới đã xem hơn 30 tỷ giờ video liên quan đến mua sắm trên YouTube, chứng tỏ sự tin tưởng của họ vào các đề xuất của người tạo nội dung và mong muốn của họ về các đánh giá và trình diễn sản phẩm chân thực. YouTube Shopping là cái nơi kết nối để cho cả ba bên đều có lợi. Thứ nhất, đấy là nhãn hàng vừa có lợi là có thể bán được hàng. Thứ hai nữa là người tiêu dùng sẽ có lợi bởi cái việc mua sắm ở trên YouTube Shopping rất là tiện lợi, cũng như là cái mức giá ở trên Shopee của YouTube Shopping rất là tốt. YouTube có sự hiện diện rộng khắp tại Việt Nam với hơn 50 triệu người dùng, một cộng đồng nhà sáng tạo nội dung sôi động với hơn 1.800 kênh có hơn 1 triệu người đăng ký theo dõi. YouTube Shopping Affiliate không chỉ giúp người xem tìm kiếm và mua sắm sản phẩm một cách nhanh chóng, mà còn tạo thêm một nguồn thu nhập đáng kể cho các nhà sáng tạo. Bằng cách này, YouTube đang góp phần khuyến khích sự sáng tạo và đa dạng hóa nội dung trên nền tảng.